Buổi sáng sớm chúc khán giả mình tốt lành à. Buổi sáng sớm là trên đò Sơn Đông. Sáng khung cảnh là vào ngày thứ bảy à. Mọi người cũng xem à. Vừa rồi là hai chiếc đò chạy luôn, nhưng bây giờ dẹp một chiếc, còn một chiếc chạy đưa rước khách à. Nếu buổi sáng lúc nãy em đi sớm thêm một tiếng đồng hồ nữa thì chắc sẽ quay được hai chiếc đò đưa rước khách rất là đông luôn ạ. Em đi hơi trễ, giờ này vẫn gần 8 giờ rồi. Có chiếc vỏ lại cắt ráo ra chạy dưới sông, độ rất là leo luôn. Đây là khách đang chờ đông.
chuyến đò này rất là đông luôn. Ồ, bên Sơn Đông đi qua Mỹ Tho rất là đông.